Cận cảnh chiếc túi xách độc nhất vô nhị làm từ chất liệu nhẹ nhất thế giới đến từ NASA. Trước mắt bạn là chiếc túi xách Airway, được công nhận là chiếc túi nhẹ nhất thế giới, được làm từ chất liệu đến từ NASA, với trọng lượng chỉ có 33g. Tuy rất nhẹ nhưng ngược lại nó vô cùng bền bỉ, khi chịu được nhiệt độ lên tới 1.200 độ C và chịu được sức nặng gấp 4.000 lần trọng lượng của nó. Bí mật đằng sau chiếc túi này là một loại vật liệu của tương lai có tên là aerogel. Đây được biết đến là vật liệu rắn nhẹ nhất thế giới vì bao gồm 99% không khí và 1% thủy tinh. Aerogel lần đầu tiên được Kistler, một kỹ sư kiêm nhà hóa học người Mỹ tạo ra vào năm 1931 theo một cách vô cùng tình cờ. Nó là kết quả của một màn cá cược giữa Kistler và đồng nghiệp của ông về việc ai có thể thay thế chất lỏng trong một loại thạch gel bằng chất khí mà không làm nó bị co rút lại. Rốt cuộc Kistler là người chiến thắng khi thành công tách được chất lỏng ra khỏi gel thông qua quá trình sấy khô tới cực hạn. Phương pháp này cho phép chất lỏng được làm khô một cách từ từ mà không phá hủy mạng lưới chất rắn trong gel do hiện tượng mao dẫn, tạo thành một dạng vật chất xốp tựa miếng bọt biển. Kể từ đó, dạng vật liệu này được gọi là aerogel. Dù không được định danh với công thức hóa học cố định, nhưng thuật ngữ này được sử dụng cho nhóm gồm tất cả các vật liệu có cấu trúc tương tự. Một đặc tính nổi bật của các vật liệu rắn được làm từ aerogel là chúng đều có mật độ phân tử rất thấp và trọng lượng cực nhẹ. Thậm chí loại aerogel nhẹ nhất mang tên graphene aerogel chỉ có trọng lượng nhẹ gấp 7,5 lần không khí, nhưng nó lại không thể bay lên cao vì có nhiều khoảng trống giữa các phân tử khiến cho không khí len lỏi vào được, giúp cho nó không bay lên trời. Mặc dù rất nhẹ nhưng đa số các aerogel lại không hề dễ vỡ khi chịu được áp suất gấp tới 500 đến 4.000 lần trọng lượng của nó. Nó còn có khả năng chống cháy khi chịu được nhiệt độ lên đến 1.200 độ C. Với những khả năng phi thường đó, aerogel xứng đáng với cái tên vật liệu tốt nhất hành tinh hay còn gọi là vua lì đòn. Tuy nhiên, aerogel chỉ mới được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. NASA đã nghiên cứu các loại aerogel khác nhau để sử dụng trong môi trường chân không, cụ thể là làm chất đông lạnh hoặc chế tạo các bộ đồ phi hành gia, làm kính cửa sổ, vỏ bọc cho các tàu thám hiểm. Sở dĩ bạn chưa thấy vật liệu này được ứng dụng trong đời sống bởi vì chế tạo ra nó khá phức tạp. Tuy nhiên, mới đây các nhà khoa học đã tìm ra cách in 3D loại vật liệu nhẹ nhất thế giới này, hứa hẹn sẽ sớm được nhân rộng trong một tương lai không xa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tin Ba Phút Bí ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tin Ba Phút chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.